CD-Spy MD. Dàn này full chức năng gồm có CD, MD, cassette và AUX, có nói điện thoại, TV, máy tính, tất cả các chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Bát của lo là 12cm, công suất lo là 100W trên cặp lo. Đồng bộ giữa lo và amply là made in da băng. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20-30m². Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, nên các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hay là có nhu cầu gắn thêm vào Bluetooth vào trong amply thì liên hệ. Em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Em đang test nhạc qua chức năng đĩa CD. Đĩa MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc thoải mái. Bên em có bán đĩa MD, có bán đĩa CD, nhận chép nhạc theo yêu cầu. Khi bác cần, các bác gửi tên ca sĩ, tên bài hát vào Zalo là em đã chép được theo ý thích của mình vào đĩa CD cũng như MD. Bên em có bán có remote học, tức là các hiển học, mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Lưu ý giúp em, mình muốn nghe được radio AM/FM bắt buộc phải có anten của Nhật. Và bên em có bán luôn anten nha. Các bác có nhu cầu mua phụ kiện kèm dàn thì liên hệ 0931008099 để em tư vấn. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng cọc giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái robot học, tức là cái khiển học chỉnh được full chức năng trên dàn. Không lấy robot, em sẽ tặng cho mình cái anten để nghe radio. Và tiếp theo em sẽ test nhạc qua chức năng đĩa MD cho các bác tham khảo nha. Mình sẽ nghe một bài nhạc sôi động nước ngoài. Em sẽ chỉnh bài số 5. Đây, góc cạnh lo, hậu lo rất là sâu, góc cạnh lo đẹp xuất sắc. Đồng bộ với amply và lo là made in Japan, công suất amply là 56W và công suất lo là 100W trên cặp lo. Góc cạnh lo rất đẹp nha, cần xem ảnh chi tiết thì vào Zalo 0931008099 giúp em. Và em đã cắm sẵn anten để mình nghe radio nè. Chút xíu sẽ test chức năng AM/FM luôn. Và bây giờ mình sẽ test cassette. Tiếng ngọt ngào thu bóng xa tôi đưa người anh nữ thứ nhớ thương ngoài câu hát yêu lại xa tôi đưa người anh nữ. Khi bắt rắn ở trên rừng, sau khi bị rắn cắn, người bệnh đã tự chữa trị 4 ngày ở nhà theo kinh nghiệm dân gian, đó là nắp lá cây. Khi mà sức khỏe của bệnh nhân ngày càng yếu đi, vết thương do rắn cắn bị nhiễm trùng, hoại tử lan rộng, thì người nhà mới đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Và bây giờ mình sẽ nghe là chuyên gia thể lực Ba Ji Won. Trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra chiều qua, huấn luyện viên Ba Ji Won cho biết. Kết nối điện thoại cho mình tham khảo. Vậy là các chức năng trên dàn này hoạt động hoàn hảo,